Thưa quý vị, để nâng cao hiệu quả công tác Phật sự, vào ngày 12 tháng 4 tại Hà Nội, Phần ban Phật tử dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội đã họp triển khai nhiều Phật sự tại khu vực phía Bắc. Tại đây, Phần ban phân công, ổn định nhân sự tại các tỉnh thành phía Bắc, thống nhất nhiều kế hoạch trọng tâm, trong đó sẽ triển khai thăm và giao lưu đến quý Phật tử, đồng bào dân tộc ở khu vực phía Bắc và miền Trung. Dịp này, đoàn đã thăm và báo cáo hoạt động đến Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký về kết quả Phật sự nổi bật gồm công tác hướng dẫn bà con dân tộc tu tập theo lời Phật dạy ở 18 tỉnh thành, tặng 35 ngôi nhà đại đoàn kết cùng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa, đáp từ Thượng tọa Thích Đức Thiện, tán thán công đức của toàn phân ban, khẳng định các cấp giáo hội sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phân ban phát huy vai trò, nhiệm vụ theo tinh thần, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.